hello các bạn các bạn thân mến không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể lên phần uh, xem phần phát trực tiếp của chị trong buổi tối ngày hôm nay chưa nhưng mà hiện tại thì chị đã đang ở đây có mặt cùng với các bạn ở trong phần phát trực tiếp này rồi nếu như mà các em đã lên xem phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết là các em đã lên rồi nhá được không nào hello xin chào các bạn các em ơi nếu như các bạn đã lên rồi thì gửi lời chào tới chị nha ok không ạ xin chào xin chào các bạn Hiện tại bây giờ chị đã thấy có khoảng 20 bạn đang xem phần phát trực tiếp này rồi Chúng mình cũng đợi mọi người một chút xíu nhá Hello các em, xin chào, xin chào các bạn Chị chào các bạn nha Ngày hôm nay chúng mình có một cái buổi học thử tiếp theo cùng với chị Hiên Và đây là một cái khóa học cực kỳ là đặc biệt như chị đã giới thiệu cùng với các bạn và hứa hẹn cùng với các bạn đúng không ạ? Chúng mình sẽ cùng với nhau tham gia vào một cái buổi để làm thế nào Chị em mình sau buổi ngày hôm nay sẽ thiết lập được một cái mở bài thật là hay các bạn nhé Được không ạ? Không biết là bây giờ thì các bạn đã có mặt ở đây chưa? Ok, xin chào các bạn Chị đã thấy ở đây có khá là nhiều bạn rồi Ok, xin chào Thu Lũy Xin chào Như Hường Chị chào các bạn nha Ừ. chào chị yêu em hỏng lâu quá ok xin chào thu Thùy xin chào phương anh bây giờ thì chị đã có mặt ở đây rồi đây đúng không nào ok xin chào lê linh xin chào thanh hà cái câu hỏi đầu tiên chị muốn dành cho các bạn trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là các bạn đã đã thi thi học kỳ chưa các em đã chuẩn bị thi học kỳ chưa sao muộn vài phút vậy chị <laughs> sao muộn vài phút vậy chị rồi xin chào bạn nhã quyên xin chào em các bạn ơi nào quay trở lại cùng với chị nào. Ok, xin chào bạn à, Khánh Tâm. Xin chào em, xin chào anh. Xin chào Hà Đoàn. Ok, xin chào các bạn. Các bạn thân mến như đã nói, hứa hẹn cùng với các bạn thì ngày hôm nay chúng mình sẽ có một cái buổi học thử cùng với chị Yên và chị sẽ trao đổi với các bạn về một cái phần mà chị tin rằng là có rất là nhiều bạn thì đang cảm thấy cực kỳ lo lắng bởi vì sắp tới là mình đã thi học kỳ 1 rồi, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu bước vào cái kỳ thi học kỳ 1 mà bây giờ trong đầu mình vẫn chưa có gì cả. Và một trong những cái mà khiến cho bản thân mình rất là đau đầu đó chính là mình cứ viết mãi viết mãi mà cái phần nghị luận văn học của mình vẫn chưa tiến bộ. Thì đây sẽ là cái khóa học dành cho các bạn được không ạ? Khóa học này có tên gọi là khóa cốt văn. Và nội dung chính của chúng mình đó chính là chúng mình sẽ xoay quanh kỹ năng viết nghị luận văn học các em nhé Chúng mình sẽ xoay quanh kỹ năng viết nghị luận văn học ạ Và thời gian của chúng mình ấy Chúng mình sẽ chỉ học trong đúng 10 buổi cùng với chị thôi Như chị đã hứa hẹn cùng với các bạn rồi ạ Đây sẽ là 10 buổi để chúng mình tăng kỹ năng đây là 10 buổi để chúng mình thay đổi bản thân mình Đây là 10 buổi để chúng mình có một cái góc nhìn khác về việc viết nghị luận xã hội Và đặc biệt là một trong những cái dạng đề tiên quyết mà chắc chắn là các bạn sẽ phải trải qua Đó chính là chúng mình phải học được cách viết về dạng đề phân tích Được không nào? Ở đây thì đã có những bạn nào đăng ký khóa cốt văn của chị rồi ạ Chúng ta sẽ học liên tục cùng với nhau trong 10 ngày ạ Và chị đang muốn hỏi là không biết ở đây thì đã có những bạn nào đã đăng ký khóa học cốt văn của chị rồi Chị đang muốn hỏi các bạn ở đây những bạn nào mà ở đây đã có những bạn nào mà đã tham gia vào 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 khóa học cốt văn của chị rồi nhở? em đã đăng ký khóa học cốt văn của chị rồi nhở? nào nói chị biết nào? đã có những bạn nào rồi? à ok đã thấy một số bạn ở đây rồi chị sẽ chờ đợi các bạn vào buổi vào ngày mai nhá sẽ là ngày đầu tiên của chúng mình em ạ à, ok xin chào các bạn như chị đã nói đây sẽ là cái khóa học tập trung vào kỹ năng viết nghị luận văn học được không ạ? Đây Các bạn ơi nó đang hơi bị lag một chút xíu Các bạn đợi chị nhá Tại vì điện thoại của chị thì hết pin Mà bây giờ thì chị đang muốn cắm cái sạc Mà nó cứ bị chập trồn ấy Ok đây là khóa học sẽ tập trung vào kỹ năng viết nghị luận văn học Chị xin lỗi không phải là nghị luận xã hội Mà đây là khóa học sẽ tập trung vào kỹ năng viết nghị luận văn học Ok không ạ? Lộ trình của chúng mình sẽ như sau Chúng mình sẽ bắt đầu khai giảng vào ngày mai ạ Ngày mai sẽ là ngày khai giảng 15 tháng 12 sau đó chúng mình sẽ bắt đầu học từ thứ tư Được không nào? Chúng mình sẽ bắt đầu học từ thứ tư À, thứ tư ở đây chị lại ghi, chị lại gọi nhầm ở đây có chết không chị lại Thứ tư chúng ta sẽ bắt đầu học bài đầu tiên đó chính là bài Việt Bắc Được không? Thứ năm chúng ta sẽ học Tây Tiến Thứ sáu chúng ta sẽ học đất nước Thứ bảy chúng ta sẽ học sóng Được không ạ? À? Ok chưa nào? Chủ nhật thì chúng mình sẽ nghỉ nhá Chúng mình sẽ được nghỉ, nghỉ một buổi Được không ạ? À? Đến ngày 21 tháng 12 chúng mình sẽ bắt đầu học vợ nhặt Chị gạch đi nhé Chị ghi nhầm ra đây Rồi Vợ nhặt Được không ạ? À? Sau đó chúng ta sẽ học đến vợ chồng A Phủ Được không nào? Chiếc thuyền ngoài xa Được không? Người lái đò sông đà Được không nào? Sau đó chúng ta sẽ có tuyên ngôn độc lập Và ai đã đặt tên cho dòng sông? Được không ạ? Và cuối cùng chúng ta sẽ có một cái buổi thi thử Ok chưa? Chúng mình sẽ có một cái buổi thi thử Thì đấy sẽ là cái nội dung của chúng mình ở trong khóa cốt văn Có nghĩa là ở trong cái khóa học này các bạn phải hiểu giúp chị nhé Là chúng ta không đi học về kiến thức nền ở các tác phẩm này đâu ạ Mà chúng ta sẽ chuyên sâu về việc là Chị sẽ đưa ra cho các bạn một cái dạng đề cơ bản nhất Hay vào nhất ở từng tác phẩm này và nhiệm vụ của các bạn là các em sẽ viết bài trước để tiếp học văn chị hết có thể chấm. Và buổi hôm sau, chị sẽ cùng với các bạn thiết lập một cái bài văn hay và chị tin chắc rằng là nếu như bạn nào mà sắp thi học kỳ, các em tham gia cái khóa học này, đây chắc chắn sẽ là cái khóa học mà giúp cho các bạn cải thiện được gần nhất là kỳ thi học kỳ sắp tới của chúng mình. Và sau đó thì chị tin chắc là cái việc viết văn nghị nghị luận văn học của các bạn sẽ trở nên đơn giản hơn rất là nhiều đấy. Được không ạ? Cái này thì các bạn có thể giống như là một cái khóa học để chúng ta ôn cho cả một năm một năm luôn Nhưng mà như chị đang nói ở đây là chúng mình có thể lập khóa học 3 người để chúng mình được giảm học phí nhá Bình thường thì học phí của khóa học này là 499.000 Nhưng mà nếu như ba bạn cùng một nhóm đăng ký với nhau thì mỗi bạn sẽ chỉ còn học phí là 399.000 thôi Được không ạ? Và chị thì chị không muốn lớp quá đông Thế nên là là chị... À không sao, đối với những cái bài học kỳ 2 mà các em chưa học Thì chị sẽ nói qua với các bạn về những cái phần kiến thức mà chúng mình sẽ cần dùng đến Ok chưa nào? Nên các bạn sẽ không cần phải quá lo lắng về điều đấy nhá Được không ạ? À? Những bài học kỳ 2 chưa học, chị Hiên sẽ cung cấp cho các bạn Chị sẽ nói qua cho các bạn về nội dung kiến thức của cái bài đó Sau đó chúng ta sẽ đi làm một cái đề để giải quyết cái vấn đề đó Hiểu ý chị ông nào? Nhá. Thế nên bây giờ là chị đang muốn đặt câu hỏi ở đây dành cho các bạn Đó chính là ở đây thì những bạn nào vẫn còn cảm thấy mình đang cực kỳ mông lung trong cái việc là Tôi chẳng biết thiết lập một cái bài văn nghị luận văn học như thế nào cả Các em thường gặp những cái vấn đề gì khi viết văn nghị luận văn học Thứ nhất, các bạn không biết phương pháp chính xác này Phương pháp chính xác không biết là gì Bắt đầu vào viết mở bài thì lại tốn quá nhiều thời gian 15-20 phút chưa nặng ra được một cái phần mở bài hay là các bạn có những cái vấn đề như là kiến thức nền thì không chắc này diễn đạt thì không hay này liên hệ mở rộng thì không có này rồi thì các cái bài viết viết rất là hời hợt thậm chí viết thơ đôi khi là diễn xuôi còn viết về chuyện ngắn viết về những cái tác phẩm văn xuôi thì dường như là kể lại chị tin chắc đó không phải là vấn đề của riêng một ai cả mà đó là vấn đề của tất cả chúng ta bởi vì từ trước đến giờ thì chúng mình chỉ dành nhiều cái thời gian quan tâm tới việc là à tôi sẽ học phần kiến thức nền đó như thế nào thôi chứ chẳng bao giờ nghĩ đến việc là chúng mình sẽ làm như thế nào để chúng mình rèn luyện được cái cách viết nó thông suốt nó thuần thục nó mềm mại và uyển chuyển hơn đúng không thế nên chị nghĩ rằng là đây cũng là một trong những cái mà chúng ta cần phải lưu ý được không ạ? Đây cũng là một trong những cái mà chúng ta cần phải lưu ý chính xác. Chị biết là cái phần chuyển ý là cái phần mà các bạn rất là đau đầu. Được không ạ? Ngày hôm nay, đây là một cái buổi học thử đầu tiên và chị sẽ giảng cho các bạn một cái phần kiến thức rất nhỏ. Nhưng mà chị tin nhỏ nhưng mà có võ đấy ạ. Đây, nội dung của bài học ngày hôm nay, chúng ta có cái sẽ có đề bài số 01, đó chính là đề bài như thế này. Trong bài thơ Việt Bắc Tố Hữu Đạo đã, đã viết Ta về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ những hoa cùng người, rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng, ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đã nón chuốt từng sợi giang, ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình, rừng thu trăng dọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Và đề bài của chúng ta sẽ là, đây ạ, à, đề bài của chúng mình như sau, đó chính là các bạn ơi, hãy phân tích đoạn thơ trên để thấy được vẻ đẹp của bức tranh tứ bình về cảnh vật và con người Việt Bắc. Rồi bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn bắt đầu cách thiết lập một cái bài văn nhé. Ok không? Chính xác, đây là khóa học dành cho các anh chị lớp 12 nha Lê Hải nhá. Các bạn ơi, nào các bạn đã sẵn sàng cùng với chị thiết lập chưa ở trên lớp thì các bạn đã bao giờ gặp đề bài là phân tích cái đoạn thơ này chưa và gặp cái đề bài như vậy thì các em đã viết hay chưa hay là các bạn lại bắt đầu gặp những cái vấn đề mà như chị vừa đề cập đến bao gồm cái việc là tôi chẳng biết mở bài như thế nào cho hay cho ấn tượng cả tôi cứ viết lung tung vào đấy thôi và tôi cũng chẳng biết là tôi đang làm đúng hay làm sai cả nào các bạn ơi những ai đã gặp những cái vấn đề đó nói chị nghe ạ à? những ai thường gặp những cái vấn đề đó có bạn nào ở đây thường gặp những cái vấn đề như vậy không nào các em ở đây có những ai gặp vấn đề nào ạ gặp vấn đề gì không ạ trong cái việc chúng ta thiết lập một cái bài văn nghị luận văn học như vậy các em có gặp nhiều vấn đề giống như chị vừa đề cập đến không à em bị mắc lỗi diễn đạt mà không biết làm thế nào được chị nói lỗi lỗi đó như nói em luôn à thế à thế thì chắc chắn là phải xem lại rồi bởi vì như vậy là bản thân mình đang làm chưa tốt mà bản thân mình chưa làm chưa tốt như vậy thì đương nhiên là sẽ gặp rất là nhiều những cái vấn đề đấy mà đi thi là đôi khi như vậy là bị nguy hiểm đấy. Được không nào? Các bạn ơi, các bạn đã xong chưa nhỉ? Ok chưa nhỉ? Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng xác định dạng đề. Có thể thấy rằng dạng đề đây là dạng đề gì nhỉ? Phân tích. Được không nào? Đây là dạng đề phân tích. Các bạn định hình dạng đề phân tích ở trong đầu để làm gì? Để một lát nữa chúng ta gạch nhanh ra cái dàn ý của dạng đề phân tích được không ạ à? vấn đề cần nghị luận ở đây là gì nhở à đó là vẻ đẹp bức tranh tứ bình vẻ đẹp bức tranh tứ bình vẻ đẹp bức tranh tứ bình đúng không ạ à? của gì của thiên nhiên và con người việt bắc được không ạ à? vẻ đẹp bức tranh tứ bình của thiên nhiên và con người việt bắc đã bao giờ các bạn làm cái này mà các bạn nghĩ trong đầu cái việc đầu tiên các bạn cần phải xác định và các bạn làm được cái điều đó đúng chưa có nghĩa là các em đã xác định trong đầu là à dạng đề này là dạng đề gì và cái vấn đề nghị luận ở đây là gì chưa hay là các bạn cứ cứ thẳng thắn là các bạn cứ viết 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 theo cách mà các bạn nghĩ thôi điên cuồng lao vào viết thôi đọc đề phát là điên cuồng lao vào viết thôi đương nhiên là chắc là sẽ có rất là nhiều bạn ở trong tình trạng như vậy cứ điên cuồng lao vào viết mà cũng chẳng cần biết là mình đang viết cái gì thế. Đúng không ạ? Cứ lao vào viết thôi nhưng cũng chẳng cần biết là mình đang viết cái gì thế. Và sau khi mà nhìn lại thì đã thấy là ôi một cái đống ngổn ngang đang bày ra trước mắt mình chứ không phải là một cái bài viết giống như mong muốn của mình. Thế nên khi giải quyết bất cứ một cái vấn đề nào, một đề văn nào thì các em phải bình tĩnh đã. Ok chưa ạ? Rồi, dàn ý của chúng mình. Đương nhiên đối với dạng đề phân tích thì chúng ta sẽ có dàn ý như sau. Thứ nhất, đó là mở bài. Ở trong phần mở bài bao giờ cũng sẽ bao gồm dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Đúng không ạ? Ở trong phần thân bài chúng ta sẽ có luận điểm số 1, đó là tác giả, tác phẩm. Phần này trọng tâm nói về hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ mục đích sáng tác của tác phẩm. Luận điểm số 2, chúng ta bắt đầu phân tích Đặc biệt đối với cái bài này nhá Là phân tích thơ Thì cái điều mà chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm Đó chính là chúng mình cần phải chia bố cục Ví dụ như ở trong đoạn thơ này Tôi chia bố cục là 2, 2, 2, 2 và 2 Ok không ạ? Chia bố cục như vậy để một lát nữa không bao giờ bị sót ý Đây là một cái bước rất quan trọng đấy ạ Rồi luận điểm số 3 Luận điểm số 3 được không nào? Luận điểm số 3 tôi sẽ khái quát lại vấn đề mà tôi vừa làm rõ Và sau đó thì tôi sẽ kết bài thôi được không ạ? À? Kết bài nêu ra cảm nghĩ, đây sẽ là cái dàn ý chung nhất của chúng mình khi làm về dạng đề phân tích. Đương nhiên đối với từng đề bài khác nhau thì chị Hiên sẽ đưa ra cho các bạn những cái dàn ý cụ thể và chi tiết hơn rất là nhiều để chúng mình cùng triển khai. Và sau khi đưa ra cái dàn ý chi tiết cho các bạn xong thì chị sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu đi thiết lập một cái bài văn các em nhé. Nào và ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái phần kiến thức nhỏ ơi là nhỏ nhưng mà lại có võ Đó chính là hãy cùng tập trung vào phần viết mở bài kem nhé Rồi câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn đó là ở đây có những bạn nào dành 5 phút để viết mở bài thì comment số 1 những bạn nào dùng trên 10 phút để viết mở bài thì comment số 2, mà những bạn nào dùng trên 15 phút để hoàn thành một cái mở bài thì comment số 3. Được không ạ? À? Viết 5 phút cho một cái mở bài thì comment số 1, viết 10 phút cho một cái mở bài thì comment số 2, viết 15 phút cho mở bài thì comment số 3. Nào để chị xem. Xem là các em thường dùng bao nhiêu thời gian cho việc viết mở bài. Đây là cái mà ngày mai nếu như các bạn có để kiểm tra Các bạn có thể áp dụng ngay và luôn ạ à. Nhá, được không ạ? À? Đây là những cái điều mà chúng ta có thể áp dụng ngay và luôn vào bài viết của chúng ta Ok, 1, 3, 3 Rồi, 1, ok Những bạn nào mà đang đạt số 1 Tức là đang đạt cái chất lượng, đang đạt cái tốc độ rất là ổn định Chị phải chúc mừng các em Bởi vì các em đang đạt cái, cái, cái tốc độ cực kỳ ổn định luôn Rồi, tiếp tục nào 3, 2, 1, 3, 2 các bạn thường dùng bao nhiêu thời gian để viết cái phần mở bài Ok, rất là nhiều bạn Chỉ dùng 5 phút thôi, chị thấy rất là ổn luôn Thực sự là như vậy Rồi, 2, 1 Cũng khá là nhiều số 3 và số 2 Chứng tỏ là có nhiều bạn cũng đang gọi là Bị lố thời gian cho cái phần mở bài của mình Được không ạ? Như chị đã nói cùng với các bạn Thì chúng ta đều biết rằng là Chúng mình sẽ chỉ có tối đa là 70 đến 80 phút trong một cái phần viết nghị luận văn học thôi. Vì vậy đương nhiên bố cục của chúng ta sẽ là 5 5 được không ạ? 5, 5 và đây sẽ còn 60 đến 70 phút cho phần thân bài. Được không ạ? Đây chúng ta sẽ có nhé. 5 phút cho phần mở bài, 60 đến 70 phút cho thân bài và kết bài và 5 phút để kiểm tra lại bài. Ok không ạ? Rồi các bạn ơi, chị thấy rất là nhiều bạn để lại số 2 và số 3 ở đây. Chị thấy rất là nhiều bạn để lại số 2 và số 3 ở đây. Xem chừng là là khá là là đau đầu đây. Phải không ạ? Xem chừng là khá đau đầu đây. Các bạn cứ comment đi nhá, đợi chị ra lấy, chị ra lấy cái bút nhá. nhiều bạn để lại số 2 và số 3 ở đây đúng không? Chứng tỏ rằng là có rất là nhiều bạn đang phải tốn, phải ngốn nhiều thời gian Để phục vụ cho cái việc duy nhất đó là viết mở bài Thế thì bây giờ câu hỏi tiếp theo chị muốn dành cho các bạn đó chính là Theo các bạn thì vai trò của phần mở bài là gì? Mở bài có quan trọng không? nào các bạn thân mến theo các bạn thì thì uh, vai trò của mở bài là gì và mở bài những cái phần mở bài như vậy thì có thực sự quan trọng không hãy đưa ra cái quan điểm của các bạn cho chị nhá hãy đưa ra các cái quan điểm của các bạn cho chị nhá à ok không biết dẫn dắt như thế nào em rất đau đầu đó không phải là tình trạng chung của riêng em của riêng của đó không phải là tình trạng của riêng em đâu mà chị nghĩ rằng là là đó là tình trạng chung của rất là nhiều nhiều bạn đặc biệt là rất là đau đầu khi bắt đầu viết về khi bắt đầu ngồi viết về ấy ấy, khi bắt đầu ngồi viết những cái bài nghị luận văn học ấy. đau đầu lắm được không nào Ok các bạn ơi Nào bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé Vừa rồi như các bạn nói Thì chúng ta thấy rằng vạn sự khởi đầu nam Đúng không ạ Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là là Đầu xuôi thì đuôi mới lọt được Đúng chưa nào Thế nên một trong những cái điều rất quan trọng đó chính là Bản thân chúng ta phải hiểu một điều rằng Mở bài đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng Nó sẽ giúp cho các bạn Thứ nhất là hoàn thiện về cái bố cục bài viết của mình cái số 2 nó sẽ giúp cho các bạn tạo ra cái ấn tượng với người đọc. Được không ạ? À? Với người đọc và chúng ta sẽ có thể từ đó chúng ta sẽ có thể thấy rằng là là quả thực là nếu như mà bản thân các bạn ấy mà đưa ra được những cái mở bài hay thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy là có cái hiệu quả tốt hơn rất nhiều đối với bài viết của các em. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu với cái đề bài mà chúng mình vừa chuẩn bị với nhau nhé. Đó chính là đề bài phân tích 10 câu thơ trong bức tranh tứ bình của nhà gì ạ? Trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Ok chưa? Phân loại mở bài thì chúng ta thấy rằng mở bài sẽ có hai dạng. Một là mở bài trực tiếp. Đúng không? Và hai là mở bài gián tiếp. Nhưng mà các bạn ơi, hãy lưu ý giúp chị nhé đã là hình thức bài văn thì các bạn nên viết theo mở bài gián tiếp. Ok không ạ? Chị thì chị không nói rằng là bắt buộc là các bạn bắt buộc phải là mở bài gián tiếp. Nhưng chị thì nghĩ rằng là đối với bài văn thì cái mở bài gián tiếp là một cái hình thức phù hợp nhất cho bài văn bởi vì nhìn thì ít ra thấy nó còn chỉn chu. Tránh cái trường hợp là viết một cái mở bài có hai câu thôi. Thế xong bắt đầu lao vào viết một cái thân một cái thân bài dài dài kinh khủng khiếp như vậy thì em nhìn cái bố cục của bài viết của các em cũng đã không cân xứng và không đẹp rồi nên chị đây là một cái lời khuyên của chị cho các bạn đã là bài văn thì chắc chắn là trong cái đề thi trung học phổ thông quốc gia của chúng mình là chắc chắn chúng mình sẽ phải viết bài văn rồi đúng không thế thì cái phần mở bài này các bạn hãy mở bài gián tiếp giúp chị thế thì nếu như là mở bài gián tiếp thì sẽ có những cái cách nào hay ở đây chị đã bắt đầu bày cho các bạn các bạn tập trung vào phần này nhé thứ nhất Chúng ta có thể thấy rằng mở bài thì sẽ bao gồm phần dẫn dắt cộng với phần đặt vấn đề. Hãy nhớ này, một số lời khuyên đặt ra cho các bạn. Thứ nhất, luôn mở bài gián tiếp. Thứ hai, 5 phút cho một mở bài. Thứ ba, phần đọc phần độc đáo của mở bài sẽ nằm ở phần dẫn dắt bởi vì chúng ta thấy mở bài thì bằng dẫn dắt cộng với đặt vấn đề đúng không? Đặt vấn đề này là cái phần mà chúng mình lấy từ đâu? Chúng mình lấy từ đề bài rồi. Vậy thì đương nhiên là nó sẽ không thay đổi được rồi chúng ta không thể nào thay đổi đề bài của người ra đề được chúng ta chỉ có thể biến thiên và thay đổi cái phần dẫn dắt này thôi nên cái phần độc đáo của mở bài sẽ nằm ở phần dẫn dắt các bạn nhé và hãy luôn ghi nhớ những cái dạng mở bài đặc trưng được sử dụng cho nhiều những cái tác phẩm như chị đã nói là nếu như các bạn tham gia vào cái khóa học này chị sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái mở bài mà chúng mình có thể dùng được cho khá là nhiều những cái tác phẩm khác nhau và đó cũng là một trong số những cái ý tưởng mà các bạn có thể vận dụng linh hoạt để chúng ta có thể làm tốt hơn và hoàn thành bài viết tốt hơn Ok chưa nào? Thì ở đây các bạn sẽ nhìn nhá Chúng mình sẽ có những cái cách như sau Chị sẽ thấy, chúng ta thấy rằng là cái phần dẫn dắt này là cái phần duy nhất được thay đổi Thế nên dẫn dắt này chúng ta có thể dẫn dắt từ các ý như sau một Tác giả hai Đi từ nhận định ba Đi từ đề tài Và 4. Đi từ cảm nhận cá nhân và tùy thuộc vào khả năng của em, em sẽ lựa chọn cái cách mở bài phù hợp cho bản thân mình nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cách đầu tiên, cách đi từ tác giả. Ở trong cái phần nếu như các bạn muốn viết một cái mở bài đi từ thông tin tác giả thì các bạn hãy chú trọng sâu vào phong cách nghệ thuật hoặc là cuộc sống đời tư có những cái nét riêng biệt trong tính cách của người nghệ sĩ này và có thể lựa chọn một trong hai cái hướng sau để đi. Thứ nhất, chúng ta có thể liệt kê dàn trải những hiểu biết của bản thân về tác giả hoặc đi sâu về một khía cạnh nhất định và chị thì chị khuyên là hướng đi này sẽ là cái hướng đi tốt hơn. Và đây chị có đưa ra cho các bạn một cái công thức cơ bản để các bạn có thể bắt đầu làm. Ví dụ như sau. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, cộng tên tác giả. Điểm đáng lưu ý về tác giả này, phong cách nghệ thuật, ở đây các bạn đưa ra 2 đến 3 ý được không ạ? À? Sau đó, quá trình sáng tác không mệt mỏi của mình, tên tác giả đã để lại cho nền văn học rất nhiều tác phẩm giá trị, một trong số đó là. Ok chưa? Được không ạ? À? Nếu như trong trường hợp bí quá thì các bạn có thể đưa cái công thức này vào để các bạn có thể học hỏi. Ok chưa ạ? À? Thế bây giờ chị lấy ví dụ nhá. Tố hữu. Bây giờ đưa ra một vài điểm về tố hữu đi. Thứ nhất là chặng đường thơ song hành cùng với chặng đường cách mạng. Đúng không? Chặng đường thơ song hành cùng chặng đường cách mạng. Giọng thơ của tố hữu là chữ tình chính trị. Đúng không? Ông là một nhà thơ chiến sĩ. Đúng không ạ? À? Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? À? Chữ tình chính trị ở đây chính là viết về những cái vấn đề quan trọng trong lịch sử của dân tộc nhưng bằng một cái giọng thơ thủ thỉ tâm tình. Ok chưa ạ? À? Giọng điệu thơ của Tố Hữu bao giờ cũng lạc quan, tin tưởng, yêu đời. Phải không ạ? À? Mang cái sự hào sảng Và Tố Hữu cũng là một người mà cũng có rất là nhiều những cái tâm niệm khác nhau về việc viết thơ. Được chưa ạ? À? Thế thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu dựa vào những cái ý này để chúng ta hoàn thiện cái mở bài cho cái đề mà chúng mình vừa đi nhá. Chỉ có một cái mở bài mẫu như sau, các bạn có thể làm đây chị nhắc lại một lần nữa đây là mở bài theo kiểu chúng ta sẽ sử dụng những thông tin về tác giả các em nhé chúng ta sẽ sử dụng những thông tin về tác giả đây chúng ta sẽ có trong nền văn học việt nam hiện đại nhà thơ tô hữu được biết đến là một trong những đại diện tiêu biểu của mảng thơ ca cách mạng đây là ý đầu tiên mà chị lấy từ tô hữu ạ tức là tôi sẽ đi từ những cái ý gì ạ chung nhất được không những cái ý lớn nhất thứ nhất là một đại diện tiêu biểu của thơ ca cách mạng. Mỗi bước chuyển mình của lịch sử, Tố Hữu đều ghi dấu ấn với bạn đọc bằng những tập thơ xuất sắc, nhà thơ mang trong mình giọng thơ trữ tình chính trị. Các bạn thấy không ạ? Chị dẫn dắt và đưa ra những cái thông tin về Tố Hữu để đưa vào trong cái phần mở bài của mình. Và đây là một trong những cái cách mà các bạn thường sử dụng nhất. Có thể viết về những sự kiện lịch sử quan trọng như lại bằng một giọng thơ thủ thị tâm tình. Một trong những thi phẩm tiêu biểu cho đời thơ tố Hữu, đó là bài thơ Việt Bắc, đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Trong thi phẩm này, Tô Hữu đã khắc họa về bức tranh thiên nhiên bốn mùa ở Việt Bắc, đi với đó, kèm với đó là vẻ đẹp của con người ở nơi đây. Ví dụ là như vậy. Các bạn hiểu trong hiểu ý chị không ạ? Cái cách số 01, khi chị giới thiệu cho các bạn và hướng dẫn các bạn làm, chúng ta có sẽ viết bắt đầu viết mở bài từ thông tin tác giả. Không biết là các bạn có hiểu không? Đương nhiên là khi mà chị giảng ở trong lớp thì chị sẽ giảng chậm hơn một chút xíu và đi sâu hơn một chút xíu Nhưng mà ngày hôm nay thì chỉ là cái buổi học thử thôi Nên là chị sẽ tăng tốc độ hơn một chút để chúng mình có thể đi cùng với nhau qua cái phần kiến thức này Ok không ạ? Và như chị đã nói nhá, nếu như các bạn đăng ký theo nhóm ba bạn ở trong lớp cốt văn Thực sự muốn cải thiện và nâng cao cái khả năng viết nghị luận văn học của mình Thì các bạn sẽ đăng ký khóa học này Và khi mà các bạn đăng ký Khóa học 3 người cùng đăng ký thì học phí của ba bạn sẽ đều được giảm nhá. Thế nên là các bạn có thể tìm nhau để bắt đầu ghép nhóm ba người nha. Nhưng mà chị đang muốn hỏi các bạn là cái phần chị giảng vừa rồi cho các bạn. Cái cách đầu tiên mà chúng mình viết mở bài ấy, chị đã bảo rồi là chị sẽ giúp cho các bạn viết một cái mở bài trong vòng 5 phút ấy. Thì các bạn có hiểu không? Các bạn có hiểu là chị đã đi như thế nào để dẫn được cái vào cái phần nội dung mà chúng ta đang cần phân tích không? Các bạn có hiểu không ạ? Điều quan trọng là bây giờ các bạn có đang hiểu không ạ? nếu như không hiểu thì chị lại có thể giảng lại bình thường các bạn có hiểu không cái phần lấy thông tin từ tác giả để bắt đầu viết phần mở bài ấy các em đang làm gì thế mà không trả lời chị các bạn đang làm gì thế mà không trả lời chị có hiểu không ạ nó đơn giản mà nhỏ khi mà chúng ta hiểu hiểu thực sự được cái bản chất thì chúng ta sẽ thấy nó rất là đơn giản luôn ấy hiểu không mấy đứa hiểu không mấy đứa hiểu không ạ Sao? Ờ, thế thì phải trả lời cho chị biết chứ. Thế thì phải trả lời cho chị biết chứ. Có hiểu nha chị có ạ. À. Được chị ạ. À. Ok, đấy là cái cách số 1 nhá. Vậy thì một trong những cái quan trọng nhất của chúng mình khi mà chúng mình bắt đầu viết một cái phần mà như chị nói, phần dẫn dắt chúng mình lấy thông tin từ tác giả thì đương nhiên điều các bạn cần phải làm đó là chúng ta sẽ thiết lập một cái bảng thông tin về tác giả. Được không ạ? Nhá, mấy đứa hiểu hết chị nhá. Ok, rồi chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang cách số 2 nhá. Bắt đầu viết mở bài theo cách số 2 ạ. Cách số 2 ở đây chúng ta sẽ lựa chọn đề tài. Được không ạ? và một cái câu mà chị muốn dành cho các bạn đó chính là hãy đặt để cái tác phẩm đó trong các phạm trù đề tài khác nhau phù hợp để chọn những cái dữ liệu viết tốt nhất có nghĩa là gì có nghĩa là như thế này các bạn chị lấy ví dụ đó là bài thơ việt bắc chẳng hạn thì bây giờ việt bắc đặt trong các cái góc nhìn khác nhau đương nhiên là chúng mình sẽ có những cái cách đặt vấn đề khác nhau Chị lấy ví dụ thế này các bạn sẽ hiểu ngay lập tức ạ. Việt Bắc có thể thuộc đề tài cách mạng. Thơ ca cách mạng, đúng không ạ? Việt Bắc có thể đề tài viết về đề tài người lính. Đúng không? Việt Bắc có thể viết về đề tài gì ạ? À có thể đặt trong đề tài vẻ đẹp thiên nhiên. Đúng không? Thậm chí là Việt Bắc có thể đặt trong đề tài nỗi nhớ về thiên nhiên và con người ở cái mảnh đất đó. Hiểu ý chị không ạ? Thế thì rõ ràng là chúng ta đặt ở trong các cái bối cảnh và hoàn cảnh sáng tác khác nhau. Khi mà chúng ta nhìn trên một cái góc độ đa chiều, chúng ta sẽ thấy rằng là một cái tác phẩm đó nhưng mà chúng mình có thể đặt để ở trên rất là nhiều những cái chủ đề và đề tài khác nhau đối với từng đoạn thơ. Và việc quan trọng nhất của các bạn là các bạn phải lựa chọn ra được một cái đề tài mà các bạn có nhiều đất viết nhất để các bạn đưa vào đó giúp cho chị. Ok không nào? Hiểu với chị ông ạ. Đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là nhìn trên rất là nhiều phương diện thì Việt Bắc có thể thuộc những cái đề tài khác nhau như vậy. Ok chưa nào? Nó cũng có thể là thuộc gì về gì ạ? À thơ ca kháng chiến đấy, thuộc về kháng chiến. Được không nào? Kháng chiến cách mạng vân vân. Ok chưa ạ? Thế thì ở đây chúng mình sẽ có hai cái cách viết đối với cái việc là tôi sẽ lựa chọn dẫn dắt từ đề tài. Cách viết đầu tiên là cách cơ bản nhất. Trong cách cơ bản này thì chúng mình chỉ cần viết theo trình tự đó là nêu ra tên đề tài và dẫn vào tác phẩm luôn được không ạ ví dụ như sau trong nền văn học việt nam hiện đại đề tài chấm chấm không biết từ bao giờ đã trở thành một cội nguồn đã trở thành khoảng trời rộng mở để cho biết bao nhiêu những người sáng người nghệ sĩ sử dụng ngòi bút của mình để viết nên những vần thơ thật hay để lại cho đời và một trong số những tác phẩm tiêu biểu cho đề tài chấm chấm đó là bài thơ hiểu chị không ạ ví dụ nhé trong nền văn học Việt Nam hiện tại, đề tài người lính không biết tự bao giờ đã trở thành cội nguồn sáng tác cho biết bao nhiêu những người nghệ sĩ để họ viết nên những phần thơ thật hay để lại cho cuộc đời. Và một trong số những sáng tác tiêu biểu của một à? à một trong số những sáng tác tiêu biểu thuộc về đề tài này đó chính là bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Ở trong bài thơ này, nhà thơ Tố Hữu đã phác họa hình ảnh của những anh bộ đội cụ hồ, của những người lính trong cuộc kháng chiến chống Pháp trên những con đường hành quân. Ví dụ như thế. À, chúng ta làm cái đoạn Việt Bắc những con đường ra trận chẳng hạn. Các em hiểu chị chưa? Đây là cái cách cơ bản nhất khi chúng mình lựa chọn đề tài nhé. Tức là ở trong cái cách hai này chị lại tiếp tục chia thành hai cái cách nhỏ nữa. Thì cách đầu tiên là cách cơ bản như vậy. Hoặc nếu như nâng cao hơn một chút, chúng mình có thể phối kết hợp một cái nhận định đó, nào đó vào đây để chúng mình sẽ đưa ra cái phần viết thật là hay. Ví dụ như sau. Trách nhiệm của nhà thơ là thể hiện rõ bản sắc dân tộc mình trước thế giới. Đây là câu nói rất nổi tiếng của Tagore mỗi muộn mỗi tác phẩm thơ ra đời không chỉ riêng tiếng lòng của tác giả mà còn phải kết tinh ở cái hồn của dân tộc dù đậm đà hay là sự kín đáo gửi gắm phải chăng vì thế mà khi đọc thơ tố hữu, người đọc lay động trước những câu, những chữ được sáng tạo độc đáo mà thấm nhuần hương sắc đất Việt. Nhà thơ với tình cảm và trái tim trần ấy đã kế tục truyền thống thơ ca ngọt ngào của dân tộc, thấm nhuần tư tưởng cách mạng lớn lao để đem đến những trang thơ ngọt ngào bình dị nhưng cũng căng tràn niềm tin khí thế và khoảng trời rộng mở mà tố hữu theo đuổi ấy chính là viết thơ để phụng sự cho cách mạng, tập trung viết về vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Các bạn thấy không ạ? Tức là chị đi từ cái đề tài mà Tố Hữu thường viết Thế là chị bắt vào cái phần đó Đúng không? Và Việt Bắc chính là bài thơ được coi là đỉnh cao của thơ ca Tố Hữu Và để lại ấn tượng trong bài thơ Bạn đọc ấn tượng sâu sắc với 10 câu thơ Viết về à, vẻ đẹp của bức tranh tứ bình, thiên nhiên và con người Việt Bắc Các bạn ơi Hiểu không? Hiểu không? Các bạn hiểu không nhỉ? Đấy là cái cách cơ bản đầu tiên nhá Có nghĩa là cái cách cơ bản này thì các bạn đi luôn vào vấn đề luôn các bạn không cần phải dẫn dắt nữa mà các bạn đi luôn vào vấn đề đó chị được không ạ à? vấn đề ở đây là tố hữu ông ấy hay viết về đề tài gì hay là đề tài gì là đề tài rộng mở và và chúng ta thấy rằng là một trong số những cái tác giả tiêu biểu chính là tố hữu và tố hữu là thường viết về cái gì bài thơ tiêu biểu trong cái đề tài đó là gì hiểu chị chưa đấy là cách cơ bản nhất được không ạ à? còn nếu như nâng cao hơn một chút xíu thì đây đây sẽ là cách nâng cao cho chúng mình khi mà chúng mình bắt đầu viết mở bài bằng uh, chúng mình sẽ bắt đầu viết mở bài bằng đề tài các bạn nhé đó chính là chúng ta thứ nhất sẽ nêu tên đề tài ra giống như ở cách cơ bản nhưng chúng ta sẽ làm thêm một cái bước nữa mà bước này thì chị nghĩ rằng là nó khá là quan trọng, đó chính là chúng mình sẽ dẫn ra khoảng 2 đến 3 cái tác phẩm thuộc đề tài đó, sau đó mới dẫn vào tác phẩm, dẫn vào vấn đề cần nghị luận. Ok chưa ạ? Công thức của chúng mình đưa ra sẽ là như sau. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, đề tài chấm chấm không biết từ bao giờ đã trở thành cội nguồn sáng tác cho biết bao nhiêu những người nghệ sĩ chúng ta từng biết tới chấm chấm. Sau đó trích dẫn 2 đến 3 tác phẩm ra đây. Tác giả tiêu biểu viết về đề tài đó và khi đến với những và khi đến với sáng tác của thì chúng ta sẽ trích tên tác giả ra. Chúng ta lại thêm một lần nữa được nhìn về một tác phẩm nổi bật thuộc đề tài này, đó là cộng tên tác phẩm và dẫn vào vấn đề cần nghị luận ở đây. Xin lấy một cái ví dụ như thế này các bạn sẽ hiểu ngay lập tức này. Như sau nhé. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại hay là trong nền văn học thơ ca kháng chiến, trong nền thơ ca kháng chiến chống Pháp, đề tài người lính không biết từ bao giờ đã trở thành cội nguồn cho biết bao nhiêu những sáng tác của người nghệ sĩ. Chúng ta đã từng biết tới hình ảnh của những người lính chống Pháp, vùng quê nghèo nơi nước mặn đồng chua, đất cày, lên, đất cày lên sỏi đá. Và đó là hình ảnh của những con người cùng chung lý tưởng, cùng chung trí hướng trong bài thơ Đồng Chí của nhà thơ chính hữu Đó là những người lính đã vượt qua tất cả những thiếu thốn gian khổ để dù cho uh, gặp khó khăn như thế nào cũng luôn luôn tự hào về về gì ạ à về những vinh quang mà mình đã dành được cho đất nước cho dân tộc trong bài thơ tây tiến của nhà thơ quang dũng hay là hình ảnh của những anh gì ạ hay là hình ảnh của những người lính uh, dù gió mưa triển miên, dùng vũ khí thô sơ thiếu thốn, nhưng tình yêu quê hương đất nước vẫn luôn thường trực dạo dực và thôi thúc các anh trong bài thơ nhớ của nhà thơ Hồng Nguyên cũng không thể không kể tới một trong số những đại diện của thơ ca kháng chiến chống Pháp, đó chính là nhà thơ Tố Hữu. Và với bài thơ Việt Bắc của mình, bài thơ được coi là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp, đồng thời cũng được coi là đỉnh cao của đời thơ Tố Hữu. Tố Hữu cũng đã phát họa hình ảnh về những người lính trên chặng đường hành quân của mình trong đoạn thơ bao gồm 12 câu với nội dung Việt Bắc những con đường ra trận. Các bạn ơi, hiểu ý chị không? Hiểu không ạ? Các bạn hiểu không? Hiểu không? Đấy là ví dụ nếu như mà chúng mình làm theo cái đề tài là là Chúng mình làm theo đề tài là người lính nhá Thì đấy cái kiểu nó sẽ là như vậy Hoặc nếu như chúng ta đặt cái bài thơ này ở trong cái góc độ là nỗi nhớ niềm thương đi Thì các bạn cũng hoàn toàn có thể viết được một cái mở bài khác nó nâng cao hơn một chút xíu Nhưng mà với cái việc là các bạn sử dụng ở đây là các bạn sử dụng cái gì ạ? À các bạn ở đây là các bạn sử dụng về đề tài không biết từ bao giờ Nỗi nhớ, niềm thương đã trở thành khoảng trời rộng mở cho biết bao nhiêu những người nghệ sĩ dùng ngòi bút của mình để viết nên những vần thơ thật hay để lại cho cuộc đời, đúng không? Chúng ta từng biết tới nhà thơ Hoàng Cầm, cả cuộc đời của mình đắm đuối trong vùng đất kinh Bắc đầy thơ và mộng. Đó là gì ạ? À, đó là nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, chỉ dám gửi niềm thương nỗi nhớ của mình cho người bên ấy ngày mai đi xa trong bài thơ Hương Thầm. Đó là nỗi nhớ của những binh đoàn Tây Tiến gửi về Hà Nội thân thương trong gì ạ à? à đêm mơ hà nội dáng kiều thơm và cũng không thể quên đi một nỗi nhớ thật lạ đã xuất hiện trong những vần thơ của nhà thơ tô hữu đó là nỗi nhớ về mảnh đất và con người việt bắc trong bài thơ việt bắc trong bài thơ cùng tên của nhà thơ này ví dụ là như vậy được không các bạn ơi các bạn hiểu ý chị không ví dụ là như thế thì các bạn có thể gọt rũa lại và đưa vào trong cái phần viết của mình thì chị nghĩ là nó sẽ rất là hiệu quả. Và đây là một trong những cái cách mà chị nghĩ là các bạn có thể tận dụng được để các bạn có thể đưa vào ở trong cái bài viết của mình. Được không ạ? À? Để các bạn có thể đưa vào trong bài viết của mình thì đó là cách số 02 mà chị đưa ra cho các bạn. Cách số 2 của chúng mình là chúng mình sẽ bắt đầu dẫn dắt từ đề tài các em nhá. Được không ạ? Chúng mình vẫn còn cách số 03 là cách đi từ nhận định nữa Và chị sẽ hướng dẫn nốt cho các bạn cái cách này nhá Còn một cách nữa đó là cách đi từ cảm nhận cá nhân Nhưng mà chị nghĩ là ở thời điểm hiện tại thì chị chưa nên hướng dẫn cho các bạn cách này Nếu như những bạn nào muốn khám phá thêm và muốn nghe những cái bài giảng chi tiết hơn Thì sau buổi ngày hôm nay hãy nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên Để có thể được tư vấn về khóa cốt Bởi vì khóa cốt là khóa tối ngày mai chúng mình sẽ bắt đầu khai giảng Và chúng mình chỉ học trong 10 ngày liên tục thôi ạ Tức là cái thời gian học của chúng mình không dàn chúng mình thực sự tập trung cho cái giai đoạn này để thứ nhất phục vụ cho kỳ thi học kỳ và thứ hai chị cực kỳ muốn giúp các em có thể cải thiện được cái khả năng viết của mình để sau này những cái bài tiếp theo khi mà các bạn làm về nghị luận văn học các bạn sẽ cảm thấy nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều và chúng ta không còn băn khoăn và bối rối nữa. Đương nhiên là khi tham gia vào khóa học này không chỉ dừng lại ở việc là chị hướng dẫn các bạn viết mở bài hay hướng dẫn các bạn tạo lập những cái bài văn mà chị luôn luôn dừng lại ở các vấn đề ví dụ phương pháp viết luận điểm một như thế nào, phương pháp viết luận, đầm, luận điểm phân tích thơ như thế nào, phân tích văn xuôi ra sao, phương pháp viết luận điểm Điểm khái quát của các bài thơ như thế nào, của văn xuôi ra sao, phương pháp viết kết bài như thế nào, phương pháp làm dạng đề chứng minh nhận định như thế nào, tất cả mọi thứ này chúng ta sẽ học trong 10 buổi được không ạ? Tiếp nối cái thành công của khóa cốt năm vừa rồi dành cho các bạn 2K2 thì năm nay chị nghĩ rằng không có lý do gì mà chị lại không làm khóa học này mà chị muốn làm sớm hơn để bản thân các bạn có thể nhận thức được cái việc là viết văn nghị luận văn học rất là quan trọng. Được không ạ? Rồi, quay trở lại đây cùng với chúng mình, chúng mình sẽ có cách số 3, chúng ta sẽ bắt đầu từ nhận định được không ạ? À? Và cái trình tự viết khi chúng ta bắt đầu một cái phần dẫn dắt phần nhận định đó chính là trước tiên trích dẫn nhận định. Cái số 2 khẳng định nhận định đó có phù hợp với tác giả tác phẩm hay không. Sau đó dẫn vào vấn đề cần nghị luận. Công thức của chúng mình sẽ là tên tác giả của nhận định đã từng viết hai chấm xuống rằng xuống dòng hoặc đã từng nói rằng hoặc đã từng tâm niệm rằng hai chấm xuống dòng, trích cái nhận định đó ra. Nếu như nhận định là văn xuôi thì chúng ta trích luôn không phải xuống dòng. Ok chưa ạ? Và trình bày này, nhận định này khiến cho chúng ta nhớ về tác giả hoặc tác phẩm, sau đó cộng với cái phần chúng ta dẫn dắt và dẫn sang vấn đề cần nghị luận thì đây sẽ là cái công thức cho chúng mình. Ở đây chị có một cái phần mở bài mẫu cho các bạn đối với cái đề bài vừa rồi chúng ta đang muốn làm cùng với nhau, đó là phân tích 10 câu thơ trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu như sau ạ có một người nghệ sĩ đã từng tâm sự trong thi phẩm của mình trái tim anh đó rất chân thật chia ba phần tươi đỏ anh dành riêng cho đảng phần nhiều phần cho thơ và phần để em yêu cũng là thi sĩ ấy khi sắp phải lìa xa với cuộc đời đã cất tiếng thơ sâu lắng tạm biệt đời ta yêu quý nhất còn mấy dòng thơ một nắm cho thơ gửi bạn đường cho bon đất sống là cho chết cũng là cho hào sảng là vậy nhưng cũng nặng nghĩa nặng tình là vậy đó không ai khác ngoài người nghệ sĩ người chiến sĩ cách mạng tô hữu cứ như thế bao nhiêu trang thơ hay cũng chính là những trang sử vẻ vang trang cách mạng hào hùng mà tô hữu đã chấp bút và đi vào trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ tiêu biểu trong số đó không thể không kể đến việt bắc Thi phẩm ra đời nhân một sự kiện lịch sử trọng đại là kết tinh của phong cách thơ chữ tình chính trị là thứ văn chương cách mạng trí nghĩa trí tình cái văn chương nên thơ nên nhạc Đây là nhận định của Xuân Diệu ạ Bài thơ này được ghi dấu ân trong lòng bạn đọc từ vẻ đẹp của bức tranh Tứ Bình về cảnh vật và con người Việt Bắc Các bạn ơi, sao ạ? Chị nghĩ là ở trong cái phần này chị đã sử dụng gọi là cô mô luôn đấy ạ Chị đã sử dụng một lần ba cái nhận định luôn đấy các bạn ạ mà chị tin là không phải là ai cũng có thể thuần thục để đưa hẳn vào ba cái nhận định như vậy chị muốn là nếu như bắt đầu từ cái mở bài mà chị vừa đưa ra cho các bạn như thế này các em hoàn toàn có thể tách ra thành rất là nhiều những cái nhận định khác nhau thành rất là nhiều những cái mở bài khác nhau được không ạ à? và mỗi mở bài các bạn chỉ cần dùng một nhận định thôi là ok rồi được không nào chỉ cần dùng một nhận định thôi là ok rồi ạ à. được không hay là ví dụ nhà thơ chế lan viên đã từng viết trong thi phẩm của mình Nhớ bản xương răng nhớ đèo mây phủ Nên ao qua lòng lại chẳng yêu thương Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hoa tâm hồn Mỗi người nghệ sĩ trong quá trình sáng tác của mình Đều có một không gian nghệ thuật để đi về Đúng không? Nếu như Nguyễn Trung Thành là mảnh đất Tây Nguyên Đầy nắng và gió Với những cá nhân anh hùng, những tập thể anh hùng nếu như Hoàng Cầm là vùng đất kinh cả cuộc đời của mình đắm đuôi trong vùng đất kinh Bắc đầy thơ và mộng Thì gì ạ? À thì ở đây chúng ta lại có nhà thơ Tô Hữu đã gửi nỗi nhớ niềm thương của mình về mảnh đất trong suốt những năm tháng dài Gắn bó, sinh hoạt và chiến đấu tại đây Đó là Việt Bắc trong bài thơ cùng tên Để lại nhiều ấn tượng nhất trong bài thơ Việt Bắc Đó là 10 câu thơ viết về, à, miêu tả về vẻ đẹp thiên nhiên và con người Việt Bắc Ví dụ như thế các bạn hiểu chị không ạ hoặc có rất nhiều cách có rất nhiều cách ạ hoặc là chúng ta có thể dùng cái đoạn thơ trong bài thơ sao chiến thắng của nhà thơ chế lan viên ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt như mẹ như cha như vợ như chồng ôi tổ quốc nếu cần ta chết cho mỗi ngôi nhà ngọn núi sòng sông được không ạ xong dẫn vào không biết từ bao giờ, tình yêu quê hương đất nước đã trở thành mạch cội nguồn của cảm xúc để cho biết bao nhiêu những người nghệ sĩ dùng ngòi bút của mình để viết nên những vần thơ thật hay cho cuộc đời. Một trong số đó không thể không kể tới, hình ảnh của anh thanh niên đã từng gieo vui trong tiếng thơ của mình. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ mà trời chân lý trói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và trộn tiếng chim. Ờ, gì ạ? À? Nhà thơ ấy, người chiến sĩ ấy chính là Tô Hữu và một trong số những thi phẩm được coi là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp, đồng thời cũng được coi là đỉnh cao của đời thơ tố hữu bài thơ Việt Bắc, đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng độc giả, đặc biệt là 10 câu thơ nói về vẻ đẹp của bức tranh tứ bình, thiên nhiên và con người Việt Bắc. Ví dụ như thế, hiểu không ạ? Thế là chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, chưa đến 2 phút, chị trình bày với các bạn về ba cái cách mở bài mà các bạn có thể ứng dụng trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ tố hữu. Các bạn ơi, các em có hiểu bài không ạ? Chị giảng gọi là tốc độ thần sầu luôn đấy Các bạn có hiểu bài không? Các bạn có hiểu bài không ạ? Các bạn có hiểu bài không nào? Các em ui Các bạn có hiểu bài không? Hay ạ à? Các em sẽ gọt rũa lại nhá Bởi vì ở đây là chị mới chỉ gọi là giảng cho các bạn Chia sẻ với các bạn là như vậy thôi Nhưng mà cái việc quan trọng hơn là chúng mình còn cần về thời gian để chúng mình gọt rũa nữa ừ có là tốt. Rồi, vậy thì sẽ còn rất là nhiều những cái phần kiến thức nữa mà chị muốn chia sẻ cùng với các bạn nhá. Những cái phần kiến thức đó bao gồm à cấu trúc của đề phân tích là như thế nào, của đề chứng minh nhận định là như thế nào. Cách viết về luận điểm số 1 tác giả tác phẩm ra sao, luận điểm số 2 phân tích thế nào, chuyển ý ra sao, luận điểm số 3 khái quát như thế nào và viết kết bài như thế nào. Tất cả mọi thứ chị sẽ hướng dẫn cho các bạn thật là chi tiết ở trong khóa học cốt nhé được không ạ còn ngày hôm nay thì chị sẽ dừng với các bạn ở đây thôi À, ngày hôm nay thì chúng mình sẽ dừng lại ở đây thôi Và như chị đã nói cùng với các bạn thì chúng mình sẽ có gì ạ? À chúng mình sẽ có một cái ưu đãi đó là đăng ký theo nhóm học 3 người Thì học phí của mỗi bạn sẽ chỉ còn lại là 399.000 thôi Và chúng mình sẽ có 10 buổi để tập trung tăng cái khả năng viết của chúng mình Thế nên chị rất là mong sẽ được gặp các bạn ở trong buổi khai giảng khóa cốt ngày mai nhé Còn bây giờ thì chị Hiên sẽ phải nói lời chào tạm biệt tới các bạn thôi còn rất là nhiều những cái kiến thức hay nữa chúng mình sẽ học với nhau trong khoảng thời gian dài hơn và trong khóa học cốt này thì các bạn cũng được luyện tập để các bạn tăng cái khả năng và biết là mình đang ở đâu nữa thế nên là rất hy vọng có thể được gặp các bạn vào buổi tối ngày mai nếu như mà muốn có slot để tham gia cùng với chị Hiên trong lớp học ngày mai thì hãy nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nhé rồi ngày hôm nay cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi livestream tiếp theo của chị Hiên nha bye bye